Dạ, chào mừng cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh chợ quê miền Tây. Hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh lộ 33 đây thưa cô chú anh chị các bạn. Thì qua cây cầu phía trước nè là cái chợ gọi là chợ Nghĩa Địa. Thì thưa cô chú anh chị các bạn, thì ở Việt Nam thì chợ rất là phong phú, rất là nhiều luôn ạ. Rất là nhiều chợ, thì xa xa chúng ta còn thấy là một cái chợ ấp, chợ xã, chợ huyện vân vân, rất là nhiều. Thì đó cũng có rất có nhiều cái tên chợ rất là phong phú. Ví dụ như chợ Vĩnh Viễn, chợ Mã Tấu, chợ Vĩnh Biệt, chợ Ngàn Năm, nhân dân rất là nhiều chợ. Thì đặc biệt là những đặc thù của ngôi chợ ngày hôm nay mà Nghĩa gửi đến cô chú anh chị bạn đây là chợ Nghĩa Địa. Hồi nghe cái tên thôi là cũng thấy nó sao sao rồi, đúng không cô chú anh chị? Thì để biết rõ nhiều hơn về ngôi chợ của chúng ta ngày hôm nay, Nghĩa sẽ review toàn cảnh về chợ Nghĩa Địa của chúng ta ngày hôm nay đây. Thì phía trước cô chú anh chị các bạn là chợ Nghĩa Địa. Bây giờ con đường trước. Dạ không, con quay chợ. Con đường phía trước chúng ta vào trong này là con đường vào chợ đi cô chú anh chị các bạn. Rồi này có cái sập trái cây của mấy chị bán phía trước nè. Ôi, buổi sáng này người ta đi chợ cũng đông rồi cô chú anh chị, rất là đông nè. Một cái chợ quê, chợ ấp thôi ạ. Ở đây bà con mình bán chuối nè, bán chuối, bán quýt thưa cô chú anh chị. Chào chị. Rồi chị bán rồi chị bán đậu, chị bán đậu, bán bắp cải, bán bí đây. Đây là chuối đây cô chú anh chị. Rồi có bà cụ bán bánh nè, bánh ít, bánh bò. Đây là bà nấu nhà. Dạ. Bà bán đây được lâu chưa bà? 3 năm rồi. Con biết là cái ngôi chợ mình có cái tên là chợ Nghĩa Địa không bà? Không phải, chợ Thông Hòa, nó có để cử. Hồi mới thành lập thì không có tên, kêu bằng chợ Nghĩa Địa. Là hồi trước. Dạ, hồi trước là kêu bằng chợ Nghĩa Địa ha. Dạ. Chợ mình thành lập được lâu chưa bà? Đây là cái ngôi chợ xã luôn hả bà? Chợ mình chợ ấp, nó chợ ấp. Chợ ấp. Nếu không phải chợ xã thì là con chợ ấp rồi. Nếu mà chợ ấp thì nó to đó. Con chào bà, con đi nha. Con xuất vào mua ngoài bán đất. Đây bánh của bà đây rồi chú anh chị. Thôi con chào bà con đi. Dạ. Đây có cô chú anh chị bán khoai đây cô chú anh chị. Bán khoai, bán gừng, bán dép. Rồi. Cái này là bánh tét nước cho hả cô? Bên máy bọc đó là xương sáo. Cô có bán xương sáo, bánh lá dừa. Bên đây mấy loại chè nè. Giờ thường thường cô bán tới mấy giờ cô mới về? Tới 11 giờ. Dạ. Rồi quá nhiều bánh luôn. Qua Tết này bán được nhiều không cô? Bán ghế quá. Thôi con chào cô đi, chúc cô mua may bán đắt cô ha. Bên đây có chị bán rau rồi cô chú chị. Đây, đây chợ của chúng ta ngày hôm nay đây, toàn cảnh chợ ở phía trong rồi bà con mình cũng đang mua bán nhộn nhịp đây cô chú anh chị. Rồi. Chị lập bông súng. Quá trời. Rồi, đi chợ chưa có mua gì được hết, còn cái giỏ không. Nhưng không có tiền mua gì. Đây có chữ là chữ mắc cười của cô chú anh chị, chữ xài nè, xài 2 kg 15 ngàn,
xài chứ không phải xoài nha. Đấy, một em gái bán xài rồi. Đó, em gái bán xài, bán xoài, cô chú anh chị có bán mặn luôn, bán xoài bán mặn. Mặn 1 kg 10 ngàn, mặn 1 kg 10 ngàn nha, 1 kg 10 ngàn, xoài xoài 2 kg 15 ngàn. Ở đây bạn này ghi là xài, xài 2 kg 15. Có bán dưa hấu nữa, xài 3 kg 10 ngàn. Chào chị. Rồi bên đây chị có cái này chè hả chị? Chè, à, chè với bánh canh một đầu. Rồi, rồi bên đây cô bán cái gì ở trong hộp đây? Bánh xôi nè. Bắp xôi, ờ xôi. Rồi ngon quá. Dạ làm kênh YouTube à, quay quảng cáo chợ. À, bên đây là bánh da lợn. Bánh da lợn, bánh chuối nè, bắp xôi, chè, đi lại đây là khỏi sợ đói luôn. Bữa nay cô bán được không? Dạ. Là đặc sản của tỉnh Trà Vinh mình đó bà. Dạ. Em. Thôi con chào bà nha. Thôi cái bánh tét này mình gói bằng cái lá dừa non hả cô? Cái này lá chuối, tại mình mua có lá mình đầu đầu lá dừa non. Ừ, nhìn thấy đẹp hơn cái lá chuối á. Trời ơi, con tưởng đâu đặc sản ở đây là phải gói bằng cái lá này chứ. Cũng là nhân đậu nhân chuối hả cô ha? Đậu, chuối là bánh nước tro hả? Dạ. Bánh nước tro có nhân đậu ngọt. Ờ. Bánh lá dừa này cũng bánh lá dừa nước tro. Ồ, lá dừa nước tro luôn hả? Ừ, tao có bánh nước tro luôn. Tại vì mình ăn thích ăn bánh đó. Dạ. Còn ăn thích ăn bánh đó. Tao đi đám á, nhiều cái này. Dạ. Trời ơi ngon quá cô ơi. Con chúc mấy cô mấy chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Rồi con chào mấy cô đi. Dạ. Thấy anh á đi qua nhà là mỗi một người như vậy là tới giờ. Mấy bên này lo. Tới chợ phải mua bánh tét chợ mà cái gì để về. Là chưa mới biết cái đặc sản ở đây ha. Là đi tới là tao mua về cho nó mua đi. À là bao cái bao một. Cái dừa hấu bao cái bao vàng lại. Mình đẹp mình có quyền. Ủa cái này là khóm em gọt ra bán luôn đó hả? Ờ. Người ta gửi gọt hả? À? Quán mặn. Em gọt đấy. Không để chưa đâu. Chứ. Bây giờ nếu mà có người mua em gọt cái gì? Không. Ủa cho kỳ vậy? Đây mặn rồi cô chú anh đi. Em nói giờ khóm đâu qua của em đâu mà em ấy kêu. Ý là nói là thôi giờ anh mua dưa hấu ủng hộ em đi, em gọt dưa hấu cho anh ăn. Đúng không? Đúng không cô? Mình bán dưa hấu mình phải dưa hấu chứ mắc gì mình phải gọt khóm cho anh ta. Bây giờ giờ kêu anh giờ mua trái dưa hấu đi em gọt rồi anh đi mời anh đãi mấy cô này nè. Đó. Em gọt cho nó trái dưa hấu đi, cái em gọt xong bỏ vô dĩa cái đi mời dài dài mấy cô nè. Ở đây là có một cái thử thách với bạn Phước đây cô chú anh chị. Bạn Phước sẽ mời cô chú anh chị ở chợ Nghĩa Địa ăn dưa hấu của một bé nè. Nhưng nó mới lạ cưng. Mà hồi trước là tên Nghĩa Địa mà. Ngoài mấy cô vòng bà con đấy thôi. Quay bạn này gọt dưa hấu. Đẹp không chút đây, nhìn đẹp không chứ dưa hấu đẹp quá trời luôn nè. Mặn nè.
quay cô bé bán dưa hấu, gọt dưa hấu. Thôi vậy đẹp lắm rồi chú ơi, về gọn đẹp lắm rồi. Trời ơi xoài đây, trong khi chờ đợi bé đang một em gái đang gọt dưa hấu thì Nghĩa xin giới thiệu đôi điều về cái chợ này. Thì cái chợ này thì thuộc xã Phong Hòa này cô chú anh chị. Phong Hòa ngày trước thì có tên là chợ Nghĩa Địa, thì bây giờ là nằm thuộc xã Phong Hòa, thì nó ngay cái tỉnh lộ 33 cô chú anh chị. Phải quay cảnh gọt chứ em. Đây có cái dĩa rất là đẹp luôn, có mấy cái hoa này. Cho anh hỏi là em tên gì nào? Tên Giang chứ. Giang. Em tên là Giang. Bán dưa hấu với đòi ở chợ đẹp. Để anh giới thiệu nè nè, trời ơi dưa hấu đỏ nè cô chú anh chị. Cái nãy có lựa không mà đỏ vậy? Không. Lấy đại luôn ha. Rồi anh giới thiệu cho em luôn nè, bạn Trang ở chợ chợ Nghĩa Địa. Bán dưa hấu rất là ngon à. Rồi cô chú anh chị nè, nhiêu ký em? 8.000 một ký. Hồi nãy cân chưa? Cân rồi. Ờ, tưởng đâu cắt cái mặt kia cân hồi lỗ á nha. Để nhìn con trai hơi rung vô bà con. Phải rung đó. Em mắc cỡ lắm. Thôi vô. Ngại. Đây là lần đầu anh Trang lên chung mình nha. Bình tĩnh, bình tĩnh, không sao cả. Có 4.000 khán giả đang theo dõi thôi. Có chừng tay. Trang hôm nay được bao nhiêu tuổi rồi Trang? Hôm nay 23. 23. Để không hết rồi. Bây giờ sao ta đi mời sao? Em hết còn nước miếng à. Rồi Đây mọi người gọt một miếng chứ. Đây Trang ăn một miếng đây Trang. Mình bán mình phải ăn chứ, cần coi nó bạn Phước mời thì em nhận đi. Không phải là em ăn no rồi, không ăn nữa. Không phải nào mà no. Phải bán. Cô là sao với Trang? Đây để Phước đi mời mấy cô nha, ở đây nha. Ở đây là Phước sẽ mua dưa hấu ở chợ Nghĩa Địa, mời mấy cô này có cho ăn. Rồi, rồi sáng đi chợ có thằng YouTube nó mời dưa hấu luôn. Ông Quân, ông Quân. Ông Quân. Rồi. Còn nữa, còn nữa. Ăn đi, đưa mà đưa đi Quốc. Đấy sao phải anh làm đắt ghê không? Anh trả dĩa nha. Vậy cảm ơn, vậy thì gọi luôn nè. Không lấy tiền hả? Ờ cầm đưa lên làm cái hình thumbnail rồi. Chợ Nghĩa Địa. Ơi cô chú anh chị vô chợ Nghĩa Địa nè, cái quầy hàng của Trang vô ủng hộ em đó nha. À, có dưa hấu, có xoài, có mặn luôn. Gửi miếng dấu lại đi. À, anh Phước sao anh gung với vậy anh Phước? Đó, lần đầu em Trang đi những cái gung gì đó. là bị dao động. Chắc mày mốt anh Phước trứng đầy mùi dấu ăn hoài luôn quá. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi có chị bắn cua hả? Cua. Rồi cua đồng mình hả chị hả? Ờ cua đồng. Cua ốc nha. Trời ơi cá nhúm nè. Là giấc khuya mình đi bắt gì mình bán hả chị ha? Mình canh mà bữa nay đồ mình muốn ra. Dạ. Bữa khác thử bắt đi. Dạ. Trang mở cửa nha Trang. Chào Trang. Chào khán giả.
nghiêm khắc dữ lắm. Trời ơi trời ơi. Không mở nó đứng đây tới chiều luôn, chết nó luôn á. Rồi trong đó có đống xoài nè. Xoài gì không? Rồi, cảm ơn anh Trang nha. Rồi, đây, để quay mặt em nha. Anh đi chút xíu anh vào quay ra. Quay ra nguồn trái nữa hả gì? Thôi anh chào em nha, chúc em mua mai bán đắt nha. Rồi qua cái buổi này anh up video lên 11 đây, vô đây người ta mua của em rất là nhiều luôn á. Hy vọng là vậy nha. Rồi. Rồi đây có cô bán đồ gãy đây cô chú anh chị. Rồi. Giờ nghe sẽ đi vô phía bên trong. Bên trong này thì bà con mình cũng bán rất là nhiều rau nè cô chú anh chị. Rau mồng tơi, rau đắng, rau cần cua, rau má nè. Rồi ở bên đó có những cái sạp thịt heo đây cô chú anh chị. Sạp thịt heo. Có một trái dừa nó nằm lẻ loi nè. Một trái dừa. Đây bà con mình đây bán phía trước rất là nhiều luôn. Ở chợ quê thì cô chú anh chị có thể thấy là người bà con mình bán rau vườn rất là nhiều. Người ta hái ở trong vườn ra cô chú anh chị. Rồi bó bó lại những cái đất trống, những đất trống thì bà con mình sẽ trồng trồng những loại rau để mà đem ra chợ bán đổi lại nước tương, nước mắm. Rồi chị có hai con cá nè. Còn có hai con cá lóc nè. Ôi ba con. Cá lóc đồng luôn hả chị hả? Ngon quá trời. Ba con cá lóc đồng. Rồi bên đây là có bà cụ đi mua đồ. Đây chị bán vịt. Rồi bên đây bán có mấy trái mướp. Mướp, mướp đó. Bà cho con hỏi mướp đó mướp gì bà? Trái mướp đó, này này là trái mướp. Dạ, kêu mướp gì bà? Mướp khía. Ô nhìn lạ lạ. Bà đang đi mua mình lựa đồ mua đồ hả? Mua được cả bà. À. Rồi giờ em sẽ đi xuống cái chợ cá này. Bà con mình bán cá rất là nhiều đây, có cá người nè, cá người, cá hồi, cá diêu hồng. Rồi. Đây có khoai lang rồi cô chú anh chị. Khoai lang ngon. Khoai lang đỏ, khoai lang trắng nè. Bên kia là có cô quán trái Lê Kima. Cái quầy của cô đây cô chú anh chị. Lê Kima. Trái này Lê Kima đúng không cô? Trời ơi nhìn. Yeah, quay chợ, quay quảng cáo chợ thôi à. Dạ. Rồi cô có quán dưa mắm nữa nè. Dưa mắm, bán dưa cải. Cái đó là đu đủ hả con? Đu đủ. Đó là gỏi đủ hả cô? Mắm đu đủ. Rồi cô cho bọc chẳng nè. Cô có bán trên kênh luôn vậy? Dạ, kênh YouTube thôi ạ. À. Dạ. Quay chơi vậy đó hả? Dạ. Rồi, có củ lùng, có củ lùng, có khoai môn. Cô chú vô chợ. Dạ. Ơi cô ơi, hồi cái chợ này con nghe nói là hồi trước tên là chợ Nghĩa Địa hả cô? Rồi, cô có biết gì sao có tên đó không cô? Đó chỗ này là Nghĩa Trang. À. Dạ. Lấy cái cốt bây giờ người ta làm cái chợ lên trên này, cho nên là từ đó có tên là chợ Nghĩa Địa. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ. À, và chợ trà ốt, hot. Dạ. Thôi con chào cô con đi. Ồ, bên đây có chị bán dao nè, bán dao, bán kéo.
giờ quăng kéo bắn cước. Ở phía dưới này thì những cái quầy của bà con mình bán dép, bán bánh đây cô chú anh chị. Rồi đây có chị bán nổi. Thì cái chợ nghĩa địa này nó cũng rất là nhỏ thôi cô chú anh chị các bạn, rất là nhỏ, nó chỉ gọn gàng ở trong một cái nhà lồng hay lồng phía trước nghĩa thôi, còn hai bên là không có ai bán gì hết. Thì những cô chú ở đây bán rau vườn, bán rau vườn những cũng như các loại bánh rồi cá thịt rồi một ít vật dụng của đồ xài hàng ngày, cũng có nghĩa thấy có vài cái tiệm tạp hóa. Dạ, cũng có mấy cái tiệm tạp hóa ở phía trước cô chú anh chị các bạn, vì đây là cái ngôi chợ thuộc cho nên là ngôi chợ này cũng nhỏ thôi, nhưng bà con ở quanh vùng thì cũng đến đây để tập trung lại, tập hợp lại để mua bán, trao đổi những cái hàng hóa của bà con xung quanh đây thôi ạ. Dạ, đó là vì sao mà hôm nay Nghĩa ghé vào đây và vì sao có tên chợ là chợ Nghĩa Địa thưa cô chú anh chị các bạn. Và có một câu chuyện rất vui giữa em Trang bán dưa hấu và YouTuber Phước. Cô chú anh chị, cho nên là đó là những cái nội dung video mà ngày hôm nay Nghĩa gửi đến cô chú anh chị các bạn đây về ngôi chợ Nghĩa Địa của chúng ta đó cô chú anh chị. Cũng không quên cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa. Đến thời điểm này Nghĩa xin kính chúc cô chú anh chị các bạn luôn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Bye bye cô chú anh chị.